Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Vườn Hạ Ngâu. Hôm nay mình sẽ bàn về cái loại đậu cô ve lùn, cái loại bụi các bạn ha. Thì đậu cô ve nó có hai loại, leo và lùn. Thì cái loại này là loại lùn. Cái loại này khá hiếm các bạn ạ. Nó tên là Romano bush beans. Và cái cây đậu nói chung thì nó có cái khả năng nổi tiếng là nó chuyển đổi nitrogen từ cái dạng mà cây không dùng được qua cái dạng mà nó dùng được. Và cái chuyện đó nó xảy ra ở cái rễ cây các bạn ạ. Cho nên bây giờ mình nhổ lên một cây để mà Hậu cùng các bạn cùng tìm hiểu nha. Hậu vừa nhổ cái cây này lên để chia sẻ với các bạn cái bộ rễ đặc biệt của cái cây đậu đó các bạn. Tức là cái cây đậu này đó thì là nó chuyển đổi cái nitrogen từ dạng mà không dùng được qua dạng dùng được. Nó như thế này. Là các bạn để ý kỹ thì cái bộ rễ nó có những cái sợi li ti, nó giống như là những cái sợi tóc đó các bạn. Đấy chính là cái mạng lưới để mà cái cây này nó mời gọi vi khuẩn chung quanh các bạn ạ. Nó nói là các bạn ơi, cái cây đậu của mình nó to, nó bự lắm. Cho nên nó tổng hợp, quang hợp được nhiều carbohydrate. Và nó chuyển carbohydrate đó xuống cái bộ rễ này. Cho nên các bạn có thể tới đây để mà chung sống với tụi mình. Cho nên khi mà vi khuẩn nó tới cái bộ rễ này đó, thì là nó mới kéo cái nitrogen, tức là nó có 78% trong cái bầu không khí của mình. Và cái dạng đó thì cây không dùng được. Nhưng mà những cái con vi khuẩn li ti, cái bằng chứng là những cái hạt này này các bạn, nó sống trong này rất nhiều này. Thì nó làm việc như những nhà hóa học vậy đó. Nó liên kết những cái phân tử nitrogen với những phân tử oxygen và hydrogen. Và cái đó nó chuyển nitrogen của mình trở thành một cái dạng ammonia mà cái cây của mình có thể dùng được. Và chính vì cái cây của mình dùng được, cho nên nó chuyển vô cái cây lại và nó làm cho cái cây của mình nó xanh tốt và ra hoa trái như thế này này các bạn. Còn bây giờ Hậu muốn nói về cái cách trồng cây đậu này các bạn ơi. Thì vì cái tính chất nitrogen fixer mà Hậu nói từ đầu, cho nên cái việc đất của mình nó không cần tốt cho lắm thì cây đậu của mình vẫn phát triển. Dĩ nhiên nếu đất tốt thì nó phát triển mạnh hơn đúng không các bạn? Và cái Hậu thấy nó cần đó chính là đất xốp các bạn ơi. Đất xốp và có độ ẩm thì cái bộ rễ nó mới lan ra nhiều. Mà khi mà bộ rễ nó gởi ra những cái tóc tơ mà nó ra một cái mạng lưới rộng đó, thì là vi khuẩn nó nhiều hơn. Và cái đó làm cho cây đậu của mình tốt. Còn nói về bỏ phân thì hầu như là không bỏ phân gì cho cái giàn đậu này hết các bạn ơi. Từ đầu tới giờ mình chỉ có tưới phân cá có 2 lần thôi. Còn về cái cách trồng bây giờ mình để lại một ít hình ảnh ha. Là Hậu thấy khi mà trồng những cái cây, ví dụ như cây đậu này đó các bạn, thì khi mà nó lên đó thì Hậu thấy là nó không có nhiều khi nó không có đứng vững, không có đứng thẳng đó các bạn. Cho nên Hậu đào một cái rãnh nhỏ thế này thì là cái gốc cây nó sẽ được chèn xuống khi mà mưa nó rơi xuống đấy các bạn. Thì Hậu thấy là cái gốc nó vững hơn. Cho nên là Hậu đào lên một cái rãnh nhỏ vậy thôi. Xong rồi là Hậu sẽ bỏ cái hạt xuống dưới cái rãnh. Vậy là khi cái cây của mình nó mọc lên đó, thì là cái nước mưa nó sẽ chèn cái đất lại cho mình từ từ. Và như vậy thì cái gốc cây đậu của mình lâu ngày nó chắc hơn các bạn ơi. Và nó đứng vững và nó đứng thẳng cây hơn. Cho nên một cái khung thế này thì Hậu chỉ đào có 3 cái rãnh thôi các bạn. Và cái chỗ đậu này mình trồng thì nó cần là phu sân, nhiều nắng nha các bạn. Cái loại đậu này là bush, có nghĩa là nó không có lên cao đó. Thì mình cần chỗ nhiều nắng và là nó cần đất tốt như thế này. Nhưng mà không có cần phải làm giàn gì cho cái loại đậu này hết. Đây là cái hạt của cái đậu Romano bean này các bạn. Thì họ nói là mình trồng mỗi hàng cách nhau khoảng chừng 20 inches. Còn mỗi cây cách nhau khoảng chừng 6 inches. Thì họ đã dùng cái cây này để làm cây căn đó các bạn. Cho nên cái hạt đầu tiên thì nó xuống đây ha. Mình nhấn nó xuống chút. Xong rồi mình để tạm cái cây này vậy là 6 inches. Mình nhấn xuống hạt nữa. Rồi 6 inches lại nhấn xuống hạt nữa. Cứ như vậy đó các bạn. Thì sau khi mà mình nhấn cái hạt này xuống rồi đó các bạn, Không cần sâu lắm đâu các bạn ha, một chút xíu vậy thôi. Xong rồi mình bỏ cái đát lại lên trên. Thì như vậy ít ngày rồi nó sẽ nảy mầm cho mình. Và Hậu thấy là những cái loại đậu nói chung thì cũng không cần phải ngâm nước trước đâu các bạn. Thì vì là nó sau cái này mình tưới đó, trên cái độ ẩm nó khá, giống như các bạn thấy đát không? Cái độ ẩm nó khá lắm. Thì như vậy là nó làm cho cái hạt giống nó nảy mầm rất là nhanh. Các bạn thấy khi cây đậu nó mọc lên không? Có những cây nó mọc lên không thẳng, ví dụ như cây này nè các bạn. Thì hôm bữa Hậu đào cái rãnh mục đích là như vậy đó. Bây giờ Hậu sẽ phủ lại. Xong rồi Hậu căn cho cái cây đậu của mình nó thẳng lên các bạn ạ. Cây này vậy nó hơi nghiêng này. Mình chỉnh cái cho nó thẳng ngay từ bây giờ nó có lợi lắm. Là lúc mà nó nặng á, thì cái khả năng giữ trái của nó khá hơn. Đó. Cho nên cái đất mà Hậu đào cái rãnh lên thì bây giờ Hậu phủ lại. Bên cây này cũng vậy. Nó hơi nghiêng này các bạn. Đó, cho nên Hậu bẻ nó thẳng lên. Rồi Hậu phủ cái đất nó lại. Đó. Rồi mình ấn nhẹ tay thôi. Việc tiếp theo mình cần làm là bây giờ mình bỏ mô chiêu gốc các bạn. Thì cái mô hôm nay Hậu dùng đó, nó là cái vỏ thông này các bạn. Nhưng mà không nhất thiết phải là vỏ thông các bạn ơi. Nếu các bạn có trấu, nếu các bạn có cây xay, nếu các bạn có lá thông vân vân, tất cả đều có thể dùng để mà giữ cái gốc cho nó mát các bạn ha. Thì đó, Hậu đổ vô như vậy thôi. Xong rồi Hậu dàn đều ra. Thì Hậu sẽ làm như vậy cho hết cái khung này luôn. Một cái lớp khá dày, khoảng chừng 2 inches cỡ đó. Thì mình bỏ nhiều như vậy thì cái kinh nghiệm Hậu thấy là cái hệ thống vi sinh nó phát triển mạnh các bạn ạ. Trong khi thu hoạch, Hậu muốn nói nhanh thêm về mô cho các bạn. Các bạn thấy mình dùng cái mô ở dưới này không? Thì nó có thêm cái việc nữa là khi mà trái nó ra nhiều như thế này này. Tại vì cái đậu cô ve này là bụi, cho nên cái trái nó xuống tới sát đất các bạn thấy không? Thì khi mà có mô như vậy đó, thì cái trái cây của mình nó sạch sẽ hơn này. Cái đất nó không có dính vô đó các bạn. Và một cái điểm thứ hai nữa là ngoài cái việc sạch sẽ đó đó, thì là ở dưới này nó không có cỏ cả nhà ơi. Các bạn thấy khi mình vén ra không? Mình vén ra này. Ở dưới này cái nền của cái khung làm vườn nó không có cỏ. Cho nên mình làm như vậy mình không phải nhổ cỏ tí nào hết cả nhà ơi. Khi mà Hậu hái cái đậu này này các bạn, Hậu mới nhận rõ ra cái điểm này là cái cây đậu này là một cái giống rất tốt các bạn ơi. Cái trái nó ngon mà nó lại rất là sai trái. Hậu nói thật là thu hoạch không thôi mà mỏi tay đó các bạn. Cho nên khi mà nói về cái giống tốt đó, thì Hậu muốn kể cho các bạn nghe cái câu chuyện là giống tốt Messi, Leo Messi. Tức là anh chàng này gắn bó với câu lạc bộ Barcelona bên Spain, bên Tây Ban Nha được 21 năm. Thì cuối cùng vì cái luật lệ mới ở bên đó mà Leo Messi không thể chơi được cho đội Barcelona nữa. Cho nên trong cái buổi họp báo để mà tạm biệt câu lạc bộ thân thương của mình, thì Messi không cầm nổi cái cảm xúc của mình. Cho nên là khi mà bắt đầu lên chia sẻ, thì anh ta là nước mắt, nước mũi chảy chan hòa ra hết cả. Thế vậy cô vợ mới thấy vậy, mới trao cho anh một cái khăn giấy. Thì Leo Messi mới dùng cái khăn giấy đó để mà lau nước mắt của mình. Như vậy thì dĩ nhiên khi mà lau xong thì anh chàng dục đi vô thùng rác thôi. Nhưng mà có một fan cuồng ở trong đó mới nhanh trí, cho nên mới nghĩ ra là cái khăn giấy đó rất là có giá trị. Cho nên là anh nhặt lên và anh thảy lên mạng, anh nói là cái khăn giấy này có cái DNA của Leo Messi. Và nếu người ta dùng cái DNA này để mà clone ra thêm thì thế giới lại có những Messi khác. Cho nên cái giá đấu giá mà anh đưa ra là $1 triệu cho cái khăn giấy đó. Thế thì không ngờ có một cô model người Brazil, cô dám bỏ ra là $600.000 để cô đấu giá cái khăn giấy đó. Vậy thì Hậu mới nghĩ là wow, $600.000 cho một cái khăn giấy mà có DNA giống tốt của Messi. Thành ra các bạn mới thấy không? Cái giống đậu mà hôm nay Hậu trồng nó rất là tốt, Hậu thích lắm. Mà đố các bạn Hậu xài mất bao nhiêu đô la để mà mua hạt giống tốt này đó các bạn? $4,50 lần đó cả nhà. Cho nên là mình cũng được giống tốt mà chỉ xài rẻ tiền thôi. mà lại có nhiều đậu, nhiều dưỡng chất để mà ăn. Nãy giờ Hậu với David hái đó cả nhà, thì cuối cùng là cũng xong được một khay cái đậu quý Romano bean này cả nhà. Cho nên hy vọng là các anh chị và các bạn khi làm vườn đó có những cái giống cây gì hay, giống rau gì hay chia sẻ với Hậu để mà Hậu học hỏi thêm ha. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn và xin hẹn gặp lần tới. Xin chào tạm biệt, bye bye nào.